Lầu 1 là lên là mình thay đồ xong lầu. Hello cả nhà, Huy đã vào trong cái chỗ xông hơi 24 giờ, nhưng mà thiệt ra là 9 giờ sáng sẽ đóng cửa, bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng. Hồi nãy ở trước có bán mấy cái món đồ ăn của vùng thị xã đó, nhưng mà ở 3 giờ là người ta đóng cửa. 3 giờ mấy á. Nhưng mà bây giờ Huy sẽ đắp cái mặt nạ trước, một cái mặt nạ retinol để cho khắc phục cái tuổi tác của mình đó, nó bớt sờ cái da retinol. Sau đó Huy sẽ đi review. Nãy giờ Huy đã ngâm bồn rồi để Huy chiêm nghiệm trước, sau đó Huy mới review, chứ Huy không có review bất chợt nữa. Tại vì Huy đang mệt đó, chứ bình thường là Huy review rất là tự nhiên và bất chợt. Nhưng mà hôm nay là Huy vào, Huy trải nghiệm, sau đó Huy mới xuống Huy review cho cả nhà sau nha. Đắp mặt nạ trước, rồi vào trong cái phòng muối Himalaya hay là mấy cái phòng ngủ á, có phòng xem phim nữa mọi người, trời ơi. Nó giống như cái đạp chiếu phim á, trời ơi, muốn xỉu luôn cả nhà ơi. Mà cái chỗ đây là giá là 450, còn cái chỗ mà mới trong cái clip mà Huy đi mặc cái bộ đồ 100 triệu á, cái set đồ 100 triệu á, sau khi mà mặc cái bộ đồ này, rồi ra đường á, cái chỗ onsen mới đó là hot lắm á, gần nhà Huy đông lắm, nó có 3 cái bồn, còn ở đây là nó có một cái bồn ấm, một cái bồn lạnh, xong rồi nó có xông hơi khô, xông hơi ướt. Thì nó có như vậy, nhưng mà nó có hai cái phòng gym rất là lớn mọi người. Có nghĩa là ở đây mở tới 9 giờ sáng, ban đêm á, là hồi xưa Huy có tập gym, mà bây giờ Huy không có tập gym nữa. Nhưng mà ở đây có cái phòng gym, lát nữa Huy xuống Huy tập. 9 giờ sáng Huy sẽ về, và trước khi về Huy sẽ review cho mọi người cái phòng ở dưới cái bồn tắm cho cả nhà xem nha. Bây giờ Huy vào phòng xông muối để Huy làm cái tập YouTube để Huy nghỉ ngơi. Vừa làm tập YouTube mà vừa nghỉ ngơi á, nhiều khi nói nhanh quá, cả nhà thông cảm nha. Bây giờ Huy đi nè, Huy mới uống 2 ly cà phê luôn á. Ở đây người ta có cà phê cho mình nè cả nhà. Để Huy cho cả nhà xem nha. Cái bé đó nó mới làm nước trà nè, nãy giờ hết rồi. Cái bé đó nó nói chuyện hơi dễ thương lắm. Cái bé này ở đây có cappuccino latte America, với lại có thêm sữa, với lại có espresso, và ở đây là có đường, có Milo, với lại ở đây là có trà, cát vui là gì ta? Nói chung là cát vui là gì quên, hoa cúc hay sao? Hoa cúc. Còn đây là trà jasmine tea, là trà lai. Ở đây người ta trưng mấy cái đồ đây, đây cả. Cái bàn này làm việc nè, có cái bàn để mình làm việc á, ở đây là làm việc nha, xong rồi đó, cho cả nhà xem nè. Ở đây á, nó có một cái chỗ mà để ngồi đánh về đêm. 5 giờ sáng này là chợ bắt đầu sắp mở rồi đó, ngay đây là ngay BTS luôn á cả nhà, nhìn chỗ nhìn đã quá đó. Ở đây là pha hỗn vô thình, là mọi người đi tiết kiệm là ra cái chỗ đây là pha hỗn vô thì là tới ngay đây luôn nè. Rồi thấy cái chỗ đây là cái hồi nãy Huy quay ở màu đỏ đỏ, và trên đây là 24 hour pha hỗn vô thì nè, số 24 đó. Nói chung là pha hỗn vô thì là bao nhiêu á, ý là cái, nó sẽ có những cái n hay là cái ký tự nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà nếu mà mọi người nhớ là pha hỗn vô thì là mọi người tới làm cái đó, còn không mà đi thì ta đi mấy cái xe ôm hay là ấy cũng được nha. Ở đây người ta có cái đó lên, đây có cái alcohol này cho mình này. Đó, có thang máy luôn, có thang máy, có một cái xe lăn từ đây, có một cái xe lăn còn đây. Mở tăng thời kỳ một mấy tháng, mở tăng thời kỳ một anh ấy nè, ờ mấy mì ra đó hả, mì sáng một tập sẽ tới tầm bảy sáu một, ok
bài xả môn là 3 giờ chiều, há thung khương là góc là 11 giờ đêm, mở từ 3 giờ chiều tới 11 giờ đêm là có trên tầng 6 nha cả nhà, là có đài chiếu phim, nó có mì đu nẵng là đu đai lơi rồi các ở đây cũng có, nhưng mà lên lâu là có cái phòng đẹp chiếu phim. Huy bây giờ Huy vô Huy nghỉ ngơi xong Huy lên review sau nha. Music Huy Mai Bangkok hát nữa, bộ phim cậu bé đá thịt mỡ nướng. Trong anh từng lời nói, từng của anh khá ôm em trong tay mà sao vẫn giá lạnh. Em vội đi chỉ vì tình yêu anh trao, không thể hơn những gì em đã ước mơ. Chẳng lẽ em không thể nhìn vào đôi mắt này để biết anh yêu em nhiều lắm. Biết anh không thể biết anh vẫn còn yêu em như tình yêu lúc xưa. Anh đã đến đêm thật dài lặng cầm bao nỗi nhớ bay đầy. Phải làm sao khi tình yêu mình còn đậm sâu? Hãy tôi yên lặng, hãy cho anh được ôm em trong bao ấm áp. Khi đêm về anh trở về và ta yêu mãi yêu thôi. Anh sẽ không để em phải khóc người hỡi. Xóa hết bao nhiêu nỗi niềm, xóa hết bao nhiêu buồn phiền đêm quạnh hiu, dường như chỉ còn ai trong anh từng lời nói, từng khoảnh khắc ôm em trong tay mà sao vẫn giá lạnh. Em vội đi chỉ vì tình yêu anh trao, không thể hơn những gì em đã ước mơ. Chẳng lẽ em không thể nhìn vào đôi mắt này để biết anh yêu em nhiều lắm. Biết anh không thể anh vẫn còn yêu em như tình yêu lúc xưa. Anh đã đến đêm thật dài lặng cầm bao nỗi nhớ bay đầy. Phải làm sao khi tình yêu mình còn đậm sâu? Hãy tôi yên lặng, hãy cho anh được ôm em trong bao ấm áp. Khi đêm về anh trở về và ta yêu mãi yêu thôi. Anh sẽ không để em phải khóc người hỡi.
anh không thể biết anh vẫn còn, còn yêu em như tình yêu lúc xưa. Anh đã đến đêm thật dài lặng cầm bao nỗi nhớ vơi đầy, phải làm sao khi tình yêu mình còn đắm sâu. Hãy tôi yên lặng, hãy cho anh được đủ ôm em trong bao ấm áp. Khi đêm về anh trở về và ta yêu mãi yêu thôi, anh sẽ không để em phải khóc người hỡi. Ở trên cái núi đỉnh cao, cái núi này là muối hồng rất là mắc tiền á, là tốt á. Bây giờ Huy nằm đây, Huy nghỉ ngơi. Nó có mấy cái ghế này, nó có ba cái ghế bự lắm nè cả nhà. Đây nhìn thấy Huy nằm sát cái muối luôn, nó có ba cái ghế nhưng rất là bự nha cả nhà, nằm thoải mái lắm. Còn cái phòng sát bên phòng ngủ tối thui à, Huy không có review được tại vì người ta đang ngủ á, mình phải lịch sự cả nha. Còn cái phòng này thì không có ai. Hello cả nhà, Huy đang ở trong cái phòng ngủ của cái chỗ này. Mọi người thấy ở ngoài không? Trời sáng rồi đó, 6 giờ sáng người ta đang đi ở trên cái BTS Skytrain đó. Mình có thể có một cái cửa sổ để ngắm ra một cái view quá đẹp vào buổi sáng nha cả nhà, rất là tuyệt vời. Còn nếu mà sợ ánh nắng tới để ngủ thì mình có thể kéo xuống cái này xuống. Và Huy đang ở trong một cái căn phòng kín thì nó có cái màn như thế này, mình có thể mở ra. Nhưng mà nếu mà đóng lại để cho người khác không thấy mình thì mình sợ ngợp đúng không? Không có sợ ngợp đâu. Có một cái nút này cả nhà. Đây, cái nút này là nút đèn tắt nha. Còn nút này là bật. Còn cái nút này là không khí. Đó, hay chưa? Cho nên là rất là thú vị. Cái chỗ này là 330.000 mà từ 12 giờ trưa cho tới 9 giờ sáng. Nó cũng hơi giống khách sạn rồi. Có phòng gym, nó có onsen luôn. Tính ra là rẻ, mà 330.000 nó vậy là bữa nào mà Huy không có phòng ở thì tính ra nếu mà ở một tháng là cỡ 9 triệu 3 triệu 3 là 10 ngày, một tháng 30 ngày thành cỡ gần 10 là 10 triệu cỡ đâu gần đó vậy á, hơn chút xíu 10 triệu mấy á, đúng không ta? 9 triệu rồi thêm 900 nữa là 9, đúng rồi, 9 triệu 9 là một tháng là 9 triệu 9. Nhưng mà cứ 9 giờ sáng là mình phải đi ra ngoài, thì có việc là đi ra ngoài rồi 12 giờ quay vô lại là mua cái vé nữa. Được không? Ở ngoài đó có tàu điện để qua cho cả nhà xem. Tàu điện đó cả nhà, tàu đang chạy á, mở cửa nó chuẩn bị chạy nè nha. Qua trời, đóng cửa lại rồi đó, đó chạy nè, tàu nó chạy nè, cái view vậy đó đẹp không cả nhà? Được quá, sau đó mình đóng cái này lại nè, là muốn đó, tàu đang chạy đó cả nhà, tàu chạy đó đó, đóng view lại thì ánh nắng sẽ không có vào được. Mình còn mình đi ra ngoài á, mình không muốn ngủ, mình ra ngoài mình có rạp chiếu phim luôn, tính ra là hơn khách sạn luôn á, có rạp chiếu phim luôn á nè. Để Huy cho cả nhà xem nè, đi ra ngoài nha. Cái phòng đây đó là có nhiều ngăn nè cả nhà, nhiều ngăn nè đó vậy đó, rồi có cái cầu thang đi lên lầu nữa, nó nhiều phòng lắm. Đi qua đây á thì nó có một cái phòng ngồi như thế này, có cái cây, cái view bên đó là gì vậy, đi vô luôn coi. Mình thôi khỏi, đi qua phòng chiếu phim ấy. Phòng chiếu phim là phòng này nè cả nhà. Đây coi nè, quá trời quá đất chưa, có ghế nè, 330.000 mà có ghế nè, ghế xịn luôn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cái ghế này thấy không? Rồi đây là bấm kênh Huy Mai Bangkok coi cái này, bấm chỗ nào. Bấm giống hồi nãy ở dưới cái phòng ở dưới á, thì cái phòng ở dưới hồi nãy Huy bấm á, chắc cả nhà nghe bài em quay ở quê Huy á. Mà ở đây thì cái mic remote ở đâu ta, coi phim chỗ nào ta, bấm remote ở đâu ta, phim mở lên giùm mày. Không thấy mọi người ơi, có cái Google. À, ở đây là
có cái mấy những cái chung cư này mọi người. Hồi bữa Huy review cái tòa nhà đó, tòa nhà trắng á, trong cái bộ phim gì á, chuyển nhà đó, cái bộ phim ác mộng chuyển nhà gì á, giấc mơ chuyển nhà gì á. Cái tòa nhà đó là trắng, là giống hình con voi. Có mấy người comment là giống con vịt này nọ, là tưởng cái mỏ con vịt đó, mà không phải, cái tòa nhà đó đẹp lắm. Cái tòa nhà đó là hình con voi, trắng là voi nha cả nhà. Ở đây là có cái gì á, nói chung cái view này, ngồi đây là mình có một cái view. Ở đây nó có mấy cái chỗ dễ thương quá ha, tự nhiên có cái bàn này, ngồi nói chuyện với nhau, có cái quạt nè, hình như phòng này phòng hút thuốc sao mọi người ơi. Ồ, đó tàu điện ngầm đó, nhìn ngoài đường sáng rồi nè, thấy không? Tôi đi từ 3 giờ mà giờ là 7 giờ sáng này, không gian rất là tĩnh lặng, rất là thích luôn. Thái Lan buổi sáng rất là tĩnh lặng nha cả nhà. Đó, nhà cửa vậy nè, nhà cửa cũng đôi chỗ cũng giống Việt Nam lắm đó. Nhưng mà đôi chỗ rất là khác, khác lắm luôn á, người nói giống nhưng mà thiệt ra khác lắm. Còn bên đây là có phòng tập gym nè, đây lầu 4 là phòng tập gym, cho bị lắc được luôn ông nậu, có cho bị lắc luôn ông nậu. Cười xỉu nè, chơi bị lắc đó, có ai chơi với Huy không, có bị da nữa, chết trọ là trò thọt bị da, trọ là trò làm bộ ảnh thọt bị da đó. Trời ơi, phòng gym nào quá đẻ luôn, thiết bị hả, bự, mọi người thấy không, quá trời quá đất vậy ông, 330 ngàn mà có luôn cái cầu thang đi lên nè. Nó hồi xưa Huy tập nữa, phòng gym á là vậy nè, có luôn cái thang máy đi lên nè, thấy không cả nhà, có luôn những cái dụng cụ nè, thiết bị rất là tối tân, những cái bar nè, những cái chỗ ngồi chờ, có cả tivi nè, thấy không, qua thọt bị gian cái chưa. Phần dưới có một cái tập thể dục nữa này, 2 tầng luôn. Huy 1m60 thôi nha. Ở đây có 3 chiều cao. Ủa? 1m60 mà ta. 1m60. Cái này sai rồi. Và ở đây là có cái phòng cho mình lotion, hoa lên này mọi người. Đó. Sau khi mình xong hơi xong, mà giờ mình quên là 5 giờ rưỡi là người ta sẽ đóng ở dưới phòng nước, chỉ còn phòng trên phòng ngủ và phòng đá nóng thôi, cho nên là Huy phải đi về, Huy về nhà ngủ. Ở đây có một cái phòng thang đá, rồi ở trong kia có một cái phòng nhỏ nhỏ, còn ở đây là có một cái phòng giống như là phòng salon ngồi đẹp đó mọi người, giống như phòng cà phê người ta trưng bày nhé, salon mình ngon lành luôn. Cái cuốn rồi 8 giờ rồi, thôi chắc phải đi về. Nó có cái máy lọc không khí cho nó sạch nè mọi người. Ở trong đây này có cái phòng ngồi uống trà, chiếu đó nè, Nhật Bản này mọi người. Đó, thôi đi về nha cả nhà.